Rồi bây giờ tới cặp bến rồi, bây giờ mình leo lên nha. Đây là du lịch Ba Nghĩa nha quý vị. Quý vị xuống tới Mỹ Tho tìm tới du lịch Ba Nghĩa. Cái bè Tiền Giang. Cái bè Tiền Giang, không phải Mỹ Tho, cái bè Tiền Giang. Xong rồi kiếm ông Bác Tài là ông thừa. Đây đây là chiếc tàu. Rồi, xong rồi cái mình về bên hông đây. Ủa đây cơ sở, ủa cơ sở sản xuất kẹo Hải Vân. Nên mình đi tới đâu thì mình cũng quảng cáo đó để bà con được ăn nên làm ra nha quý vị. Đây khu du lịch sinh thái Mật Ong Tứ Đàn. Mật Ong Tứ Đàn. Rồi mình vô làng nghề nha. Ngồi ghế mới vô là được ngồi ghế uống trà mật ong. Mình mấy người cũng được mà mình không ngồi uống trà. Hello con. Hello hello hello, lại đây biểu coi. Lại đây lại đây. Ở đây. Đây là chú Tư. Một người dân miền Tây chân chất. Đó, đâu anh nói lại coi, vô đây mình cứ việc mình thưởng thức rồi mình muốn coi coi muốn làm gì làm, không có tốn tiền không gì hết cơm. Tốn tiền vô đó, tới đâu mình coi tới đó cái người ta lấy cho mình ăn thử. Dạ. Thử cơm kẹo rồi đó, mình thấy ngon mình mua, không ngon không thích thì thôi. Đó, đây là phong cách của người miền Tây miền Nam mình đó quý vị, rất là sảng khoái, rất là thoải mái. Rồi, muốn vô vô, muốn mua mua, muốn uống uống. Nhưng mà thường á là uống xong là cũng nên mua gì đó phải không? Không, tại thích mua thì thôi. Đây là gì? Đây là trà mật ong. Mật ong. Mật ong với trà với tắc. Mật ong này là mật ong thiên mật nhiên. Mật ong bán nhiều lắm. Mật ong nhãn, trà mật chai nữa rất là 160. Một trà mật ong hoa để nhãn. Là 160. Mua 5 chai được tặng trà. Rồi, đó, trời ơi con dao bén ngót. Nhọn liễu. Trời ơi cứ nhát nào mà đúng tim nhát đó vậy đó. Khổng luôn. Nghe không hả? Trà mà trà mật ong nhãn như vậy. Ủa trà chưa tan mà. Tan chưa? Dạ mình không có cần đậm lắm. Không cần đậm lắm hả? Dạ, đậm lắm nó bán nhiều. À, đậm lắm thì cái nó bán mùi mật. Dạ. Chỉ cần lợ không ạ. Đó, Dũng đang dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt cho quý vị người Việt Nam hiểu nha. Dạ, nha. Rồi còn cái chai đó là uống xong cái pha uống tiếp. Dạ, uống thì quá. Uống khi nào hết cứ đứng lên đi về vậy đó. 160 nữa lên 320 đó. Rồi, 160 nửa lít nha quý vị. Nào, 5 chai tặng chai hả? 5 chai tặng chai. Ở bên đây có kẹo âm nè mấy anh. Cái nào? Kẹo âm kẹo. Kẹo ong đâu? À, đây là kẹo nuôi ong á hả? Từng cái thùng này hả? Trời ơi, nó chích trong trời. Nó xui nha. Ghê vậy, nó chích á hả? Mày xem không đeo gì trên người vậy? Dạ, không sao, này nó chích cũng tốt mà ông mật. Ông mật chích cũng tốt. Chích nó chị đau nhất. Chị đau nhất hả? Vậy là chích đi, mày chích tao đi, mày chích tao đi. Chị Phong đó. Chích đi, chích đi. Nhưng mà thịt ai đậu thì nó vẫn sưng nha. Dạ hả? Dạ. Hay là chắc nó quen rồi sao nó không chích em ha. Rồi sẽ em đậy nắp gì sao nó đi lấy mật? Nó có lỗ anh. Có cái cửa. Ồ, có cái cửa hả? Đâu? Cửa dưới. Ồ. Bay ra bay vô. Hay quá, rồi còn ông chúa nằm đâu? Dạ, tìm hết cái thùng đó mới gặp ông chúa. Vậy đó hả? Nguyên thùng nó còn có ông chúa thôi. Rồi bao nhiêu thùng? Ở đây chỉ đặt vài thùng cho khách coi chụp hình thôi. Oh, số lượng okay. Là trang trại mình nuôi ở vườn mình di chuyển. Yeah. Thu hoạch xong đường vườn đó sẽ di chuyển. Trời sao hay quá ha. Đây là mấy... cái này là ông mật nha. Những con ông đít sọc sọc này là ông thợ. Còn con đực cái hình nó màu đen, cái đít nó màu đen. Ông đực đít màu đen nha quý vị. Con ông chúa nó to, nó dài gấp 2, gấp 3 lần con này. Mà trong mỗi một cái chỉ có một con thôi. Đúng rồi. Rồi một con ông chúa nó bao giờ mới chết? Nó sống 5-6 năm. Con chúa nó sống, nó ăn sữa chúa nên nó đời sống 5-6 năm. Còn con ông thợ này nó đời sống chỉ vài tháng. Dạ. Yeah. Dạ. Trời hay quá ha. Rồi nó đang bu nên nó làm gì đây? Nó làm mật, hút mật. Ủa, nó đang làm mật á hả? Dạ. À, trong mấy cái bích nắp này nè là có mật trong đó rồi. Nhưng nó làm việc về xong rồi nó đi hút mật về, nó sẽ làm việc ở tổ. Trời hay quá ha. Trời. Rồi em dẹp ha. Rồi cảm ơn em tên gì? Dạ em tên Lan. Rồi cảm ơn cô Lan nha, cô Lan chia sẻ cho mình coi có kinh nghiệm, có kiến thức về là các loại ong. Ong này tên là ong, ủa ong gì em? Dạ,
Đây là loại ong mật và nó đi hút hoa nhãn. Rồi hút hoa nhãn nha, mấy cái hoa khác nó không hút. Rồi chắc có hút mà mình không biết thôi. Đây mấy cái vỏ. Đây. Không quên cảm ơn nhà tài trợ nha. Nhà tài trợ là Quỳnh Giao Tô với lại anh Trần Vĩnh Hiếu với anh Nam Kha tài trợ cho những thước phim này cho quý vị xem. Đây. Có đồ gấm, đồ thủ công mỹ nghệ. Cái này làm bằng dừa nè. Cái này làm bằng dừa phải không em? Đây làm bằng gáo dừa. Đâu? Đây quay ba sản phẩm hả? Đây nuôi ong lấy được ba sản phẩm. Cái thứ nhất là gì? Mật ong. Thứ nhất là mật ong. Thứ hai là cái này là mật ong tư đàn nha quý vị. Về up lên YouTube, Facebook là quý vị phải liên lạc liền ngay nha. Số này số mấy em? Ờ được là đây là phấn hoa. Rồi phấn hoa đấy hả? Phấn hoa hoặc ta nám uống nó giúp cho gì em? Ồ, mát gan, giải độc gan, mất ngủ, tiểu đường, rồi. Mát gan, giải độc gan, mất ngủ, tiểu đường. Rồi, phấn hoa tư đàn bao nhiêu một hộp này đây? Một gói 160 đồng, mua 5 tặng 1, rồi. Rồi, Dũng sẽ mua cho các nhà tài trợ nha. Các nhà tài trợ cho những cái thước phim ngày hôm nay. Rồi, sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ nhì là gì? Thứ ba. Ở đây là thứ ba hả? Sữa ông chúa, cái này pha sữa uống. Ủa gì hả, chứ phải pha sữa uống hả? Sữa ông chúa là thoa lên da. Có cái bản hướng dẫn luôn. Hướng dẫn sữa ông chúa. Rồi, quý vị tự ra đây chụp hình lại nha. Rồi, chút xíu nữa cho anh tờ nha. Để có gì anh up lên đây. Em là chủ đây hả? Rồi, nhân viên thôi, mà dễ thương vậy đó quý vị. Nhiệt tình vậy đó. Rồi, phấn sữa ông chúa, sức lên mặt với cái gì nữa pha... ăn giống như tổ yến linh chi bồi bổ cơ thể hả? Rồi sao mình em là ăn cái này là mình được ba sản phẩm đó phải không? Dừa phấn, dừa phấn rồi xong rồi mật với lại sữa ông chúa. Rồi đúng rồi. Mình đi tới đâu mình cũng quay thì coi như là hoàn toàn miễn phí vậy để cho mấy cái cơ sở của người Việt mình đây được nhiều người biết tới. Ai có muốn du lịch rồi học hỏi thêm kiến thức với lại khám phá những cái nét độc đáo của người miền Tây mình thì cái đó là một điều là mình đáng mừng rồi. Bật cái đèn nha, bật cái đèn đi quý vị ơi. Quẹo lửa bật cái đèn. Đây phấn mật. Ủa bên này là gáo dừa mà. Gáo dừa là cái này. Cái này là gáo dừa. Ở đây mình có internet không ha? Có wifi gì không? Hả? 199 rồi, mình quay trước, lát nữa mình... Ok em. Rồi, đây mấy cái này cũng từ mật ong ra đấy hả? Không, đó là cớm à. Cớm nhưng mà cũng có mật ong không? Dạ không, em có nước cốt dừa. Nước cốt dừa với mật nha. Đây, kẹo dừa Hải Vân. Nước cốt dừa mạch nha. Trời đây làm thủ công được cái gì? Ô em bé kìa. Em bé có biết gói hả? Có biết gói không? Có biết gói không? Dạ dễ thương không? Mình tự nhiên ha, đừng mắc cỡ ha. Này kẹo dừa. Trời ơi bé xinh quá à. Ngờ biết giúp. Ở đây con em hả? Cháu nó biết giúp biết giúp cô không? Ngồi đó quấn kẹo dừa nè. Trời ơi quá là điêu luyện luôn. Giật cái phạt xong cái gắn cái đó vô, cái đó dính vô trong cái miếng bánh tráng mỏng. Cho chú quay con đang làm nha, con giỏi quá. Có kẹo dừa nóng nữa hả? Đó. Rồi tư đàn nha quý vị. Tư đàn hả? Tư đàn. Rồi cái này là mấy cái dẻo xẻo nè. Đó là kẹo đầu của nó. Kẹo đầu nhưng mà thấy quý vị cắt mà kêu đều tăm tắp. Từng viên bằng nhau luôn nha nè.
Rồi hay gì ta? Rồi. Đó, kéo từ sợi lên nghe. Ủa sợi này em cán từ hồi nào vậy? Dạ, mới cán dài vậy đó. Đó, mình quan trọng là phải gìn giữ những cái nét đặc sắc của làng nghề mình nha. Đây, cảm ơn các cô. Dạ. Cảm ơn các cô, cảm ơn người dân ở đây giữ được cái nét đẹp của làng nghề kẹo dừa. Chứ cái mấy cái này mà làm bằng máy thì nó cái sản phẩm nó ra nhiều nhưng mà nó không có đặc trưng, nó không có độc đáo gì. Không có truyền thống. Nhà nó không có truyền thống. Đấy chưa, truyền thống là một cô bé miền Tây mình đang ngồi đây nè. Giỏi quá à. Sao con giỏi quá vậy? Trời ơi. Có nguyên cái muỗng. Trong này có đậu phộng phải không? Dạ. Rồi giờ mình cái ăn thử mình nha. Thử. Trời ơi còn nóng hổi vậy hả? Dạ. Thử. Ngon dữ chèn. Ngon ha. Đây quý vị. Lò còn đang bốc khói nè. Vừa đây chờ chút xíu, mình có 2 tiếng rưỡi lần mà. Đây bàn nạo dừa. Dừa kẹo, dừa. Ô, có bánh gì đó, cái bánh đó bánh gì kìa. Trời, đây toàn là nhân tài không vậy trời. Đây cuốn ra xong rồi cái lấy ra xong cái để lên mấy cái miếng lưới. Ủa lấy từ cái vậy hả? Dạ, em làm từ cái ở dưới để lên trên đó rồi bắt đầu đặt qua cái lưới. Trời ơi, xong bữa này có mình có xuất khẩu không? Dạ không, cái này bán nội địa mình thôi. Bán nội địa thôi, chứ còn xuất khẩu mà ngồi mà chắn từ cái kiểu này bao giờ mới. Dạ đúng rồi, đâu có làm bằng thủ công bằng tay đâu có được nhiều đâu. Đây là bằng trấu đúng gì? Dạ. Phải gọi đây là nghệ sĩ rồi, mà biểu diễn những nghệ nhân, đúng rồi đó, nghệ nhân nghệ biểu diễn những cái nét truyền thống. Wow, up lên đây trước. Trời sao anh không rách hay quá ha. Nhớ bằng cái gáo dừa chứ gì. Có liều lượng đàng hoàng, mỗi lần có một khay đó, một chung đó thôi. Dạ, một cái chung là một cái bánh. Đây, cảm ơn cô. Đó, thấy bàn tay cô không quý vị? Thoăn thoắt luôn. Điêu luyện luôn hết lửa, cái là lùa trấu xuống. Mình coi lại lần nữa nha. Đang quảng cáo miễn phí cho tư đàn đó nha quý vị. Một tay phải dịnh rồi hất lên. Ôi hay quá, cảm ơn cô. Cảm ơn nghệ nhân biểu diễn cho mình coi nha. Cái gì à. Đó, thấy chưa? Đó, tuyệt vời, cảm ơn cô. Ủa, cái gì mà đang theo lũi trống vậy em? Đó là kép. Rồi lát nữa bị lẫn lộn chung thì sao? Nếp. Lúa nếp như vậy đang làm cốm. Cốm dẹp hả em? Hay là cốm gì? Cốm mà cốm vuông vuông. Ba bánh cốm nó phùng lên hả? Ồ đây nè. Ồ còn ok, biết là tưởng cái loại mà cốm dẹp mà mình tay mình ăn như là dừa bào đó. Cho nó nổ là một cái nè. Em đem nó lại gần nha bạn đi. Rồi nó vàng. Giấm bắp rang nha.
cái đó là mình làm cái này đây nè quý vị. Rồi cái mình bỏ đường vô phải không? Bỏ lá dứa vô nè. Đó là làm cái này đây nè quý vị. Rồi hay quá ha. Mình rang cái khác nha. Rồi cảm ơn nhà tài trợ nha. Chị Thúy Kansas nha. Chị Linh Bô Sa nha. Anh Nam Kha Phạm. Rồi. Cái này là nghệ nhân luôn chứ bộ. Ở những cái vỏ trấu nó nằm bên dưới. Rồi qua đây sàn thêm lần nữa. Rồi nhào lên đánh đu. Cấu này ra để đốt để làm bánh tráng nè. Rồi sàn thêm lần nữa hả cô? Dạ. Rồi nó bay ra hết người dưới đất ra ngoài được kìa. Dạ. Nó đâu bỏ. À nó cái nào nguyên dưới rồi mới nó. Cái đó vừa gốc cấu vừa gốc với mấy cái na mát kìa. À cấu với lại mấy cái mà vụn vặt làm sạm lớn cứng á. Rồi cho mời gia đình mình ăn thử thơm mùi hương lúa lắm. Dễ thương không? Đây quý vị. Rất là thơm hương lúa. Thơm hương lúa nha. Tóc ngang lưng vừa cho em bới. Ngon quá ha. Tươi rói hả? Giờ chưa có pha trộn gì chứ mà đã ngon rồi quý vị. Đây. Thành phẩm. Thành phẩm rồi là cái này nè, dùm thử nè. Cái đó mình làm ra cái này. Ừ, trong này có đậu phộng nữa ha? Có chứ, đậu phộng rất nhiều luôn á. Có bánh tráng nữa nè. Có bánh tráng đó. Bánh tráng đó. Bánh tráng dừa hả? Béo ngon, thiệt là ngon. Béo, bánh tráng dừa béo. Ừ. Béo ngon. Cái này là nói là bánh tráng, tráng hồi nãy mà có dừa. Nè cái này màu xanh xanh nè, có dứa nè. Xanh xanh có dứa ha. Đó, có dứa đó. Màu xanh có dứa nè. Đúng rồi đó. Quá ngon. Không phải là mình là ăn tại lò. Ăn tại lò ngon quá nhưng mà đem về thì đương nhiên là cũng sẽ ngon nhưng mà mình đây mình được chứng kiến. Mình được thấy cái cách làm, cái quy trình làm. Cái miếng này nó hình vuông ha, cái câu dây bộ cục gạch. Bộ cục gạch nữa quý vị, dễ thương quá vậy. Bộ cục gạch cho cái miếng vải nó căng ra. Để như cái chi tiết này nó có đàn hồi để người ta tráng, người ta bè. Còn đây là trấu ở trong cái cớm đó. Đây bắt đầu cái đó. Trái xong nó ra là nó sẽ màu đen. Dạ. Thành cho. Mình cho mình làm cái gì? Để mình rải vào vườn cây coi như là không bỏ thứ gì nha quý vị. Cái nếp trồng lên trấu để làm bánh tráng. Gạo để làm bột, làm cốm. Xong rồi cái trấu thì làm than, làm củi. Xong rồi cái ra thành tro, cái bón cho ruộng đồng. Trời ơi, hèn chi người miền Tây giàu quá trời. Thấy chưa? Rồi, cảm ơn cô. Đó, ngôi sao của ngày hôm nay là đây, ngôi sao nhí đây. Cười lên có. À, ta đang chăm chú, ta đang tập trung làm việc mà. Ha, đây, đóng gói đây, thành phẩm đây. Trời ơi, xôi tay nhanh dữ vậy trời.
Còn màu tím là gì? Là đậu phộng. Kiểu gì đậu phộng. Còn cái màu xanh? Màu xanh là nguyên chất. Màu xanh là nguyên chất. Đó, một cái vị là cái màu giấy khác. Dạ. Ở đằng sau lưng của mấy cô là lửa bếp củi, bếp lửa để làm kẹo dừa. Ủa đây rồi tự nhiên có cái bịch bánh tráng trên này cháy không chị? Dạ không, không cháy. Đang đốt than để nướng bánh. Đốt bằng miếng gáo. Dạ. Yeah. Đốt bánh nướng bánh gì? Nướng kẹo dừa. Dạ. Yeah. Đây kẹo dừa còn mới là lò. Nó còn rất là nó còn nóng phải không? Nói anh mới ăn cục rồi, mới ăn hồi nãy đó. Anh ăn trước em nữa. Rồi trên đây mình có cái bàn thờ này là bàn thờ gì đây? Bàn thờ tổ. Ông táo như quý vị, đâu ổng đâu? Rồi mấy bịch này là trấu để mình đốt hả? Đây trấu để đốt. Rồi về đây những hình ảnh này quá là thân quen thân thuộc quý vị, mặc dù là mới thấy lần đầu thôi, nhưng mà mình là dân gốc miền Tây cho nên những cái mà dừa ha, kẹo ha, rồi bánh tráng ha, thiệt là gần gũi. Ép dừa. Ép dừa. Chứ ngồi dắt làm sao nổi ha. Còn đây là để nảy dừa nè, nảy mấy cái vỏ dừa nè phải không? Cái mấy cái này nè, nó xì để lột dừa. Đây. Hứa vô một cái. Đây là bàn nạo dừa. Bàn nạo dừa Cái Bè Tiền Giang. Ủa sao tự nhiên có cái nồi cơm điện đây nữa? Nồi cơm điện Thích Minh Tuệ. Đang nấu cơm. Tại sao có cái vụ này đây vậy? À bàn nạo dừa đây. Bàn nạo dừa cổ truyền. Ngồi cái đạp một chân lên trên cái bàn này đúng không? Ngồi luôn thôi, đạp một chân à. Chứ ngồi chứ để cái mông ngồi đây đạo cái nó bật bay cái mông. Để một bàn chân thôi. Có cái thớt. Đây, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Certificate of compliance with food certified regulations. Đây chi cục quản lý chất lượng. Rồi, có giấy này là an tâm mà xuất khẩu. Bằng khen cho ông Đồng Văn Hải. Ủa sao không dính líu gì tới tư đàn hết trơn nhỉ? Ờ ok. Đây ông Trần Đại Quang. Ông chủ đây, ông chủ là ông Tư Đàn đây. Ông Trần Đại Quang này không còn trên cõi đời này nữa. Đó, rồi. Thế này nè. Cái này là làm kẹo hả? Thợ yeah. Kẹo. Thợ kẹo quá hả? Mà, nhưng mà ông có kẹo không cái nè? Đúng rồi, phải thợ kẹo dừa. Chứ nói ông là thợ kẹo rồi. Hôm nay ông là thợ kẹo, mai mốt ông là ông chủ kẹo à. Là em là pha chế được luôn đó phải không? Dạ. Rồi quý vị ơi, tới về cái Bè Tiền Giang nhớ ghé đây nha. Rồi. Ghé đây mình khám phá những điều rất là thú vị. Ai mua gì mua đi nha. Rồi xong, vừa rồi là một số những cái thước phim rất là hay, rất là hấp dẫn. Trong cái chuyến đi kỳ này Dũng quay Dũng gửi tới quý vị xem ha. Rồi. Nhớ bấm like, bấm share. Những chuyến đi đều là những điều bổ ích. Không giúp được điều này thì cũng giúp được điều nọ. Và cái giúp được cho người hôm nay đó là chính là cái làng nghề được duy trì và phát triển của vùng Cái Bè Tiền Giang. Rồi giúp cho chúng ta có một cái kiến thức và một cái nhìn và một cái sự giải trí. Khi mà mình ăn kẹo nhưng mà mình không biết kẹo nó như thế nào, làm ra sao. Rồi mình uống mật ong mà mình không thấy được những cái con ong thợ ong chúa nó như thế nào. Thì hôm nay Dũng rất là vui khi mà được chia sẻ với quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.
Cái này là bonus nha quý vị, này tặng thêm tặng thêm. Đây là rượu, ủa sao có mấy con rắn trong này vậy nè? Đó, này là rượu rắn nha. Rượu rắn nha, rượu rắn trong này nha. Mấy con rắn này, thanh xà bạch xà nha quý vị. Củ lông đó phải không? Ủa, củ lông, chín chín con rắn. Cái này là rượu chuối, cái này bổ cái gì? Nhưng mà bổ gì vậy? Rượu chuối bổ. Bổ thì đương nhiên mà bổ sức khỏe đi. Đau nhức nhức mỏi. Còn rượu gắn là chờ nước trong veo ha. Cũng xem nhau. Trời ơi, cái rượu chuối này cái màu đỏ tươi. Trời ơi, đẹp quá vậy. Cái này là gì em? Bên này là lò nấu rượu. Vậy là tới đây là có đầy đủ hết vậy hả? Đây. Ủa? Hôm nay không có nấu rượu nha quý vị, lần khác. Hôm nay không có nấu rượu. Đây là làng nghề, còn đây là mấy cái chai rượu đây. Chợ đem về không được chứ không thôi. Đem về được chứ cũng mua. Mấy cái con rắn nhỏ xíu này là thiệt hay là nhỏ thiệt có đó. Dạ nhỏ xíu vậy đó hả mà? Dạ rắn con. Trong đây là rắn thiệt hết chứ. Mà sợ đem về không được. Đem đi nước nào? Mỹ. Tại vì mình đem mấy cái con vật quý hiếm này vô nó mà ngâm rượu rồi nọ cái nó cái sợ nhiều khi nó chặn mình lại. Tại anh sợ chứ thường thường thì Mỹ đi được. Vậy hả? Canada là hai nước đó là đi. Ừ, nó thấy mấy này cái nó không đáng gì mà tự nhiên cái mình bị là đang lưu chuyển như những loài động vật quý hiếm nữa. Hả con ha. Con biết vậy mà con gật đầu. Dễ thương quá. Thấy chưa cô thợ kẹo à, thấy chú quay cái nhảy qua đây luôn hồi nãy hình ảnh dễ thương của cô thợ kẹo trong này nhiều lắm đó nha. Rồi thì mình phải chia tay lần nữa nha quý vị. Đây đồ thủ công mỹ nghệ. Tạm biệt tập 2. Hẹn gặp lại quý vị. Tạm biệt rồi. Cái cổ giới thiệu nữa, cái chào tạm biệt nữa. Ok, là bye bye. Lần này tạm biệt thiệt. Oh, đây. Điểm tham quan du lịch Hải Vân. Cơ sở sản xuất cốm kẹo Hải Vân. Hân hạnh phục vụ quý khách. Nè, quý vị về đây. Nhớ ghé đây nha quý vị. Địa chỉ ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang. Điện thoại 0273-3824-652. Rồi, quý vị chỉ việc là yêu cầu tới đây. Là trước khi tới đây thì quý vị gặp. Đây, quý vị gặp ngay anh Thừa. Anh Thừa họ Đỗ. Đỗ Văn Thừa. Đọc số bác Thừa ơi. 0981 523478. Rồi 0981523478. Dạ đúng rồi. Tới đây thì quý vị sẽ phải yêu cầu anh Thừa chở về cái chỗ cái tiệm hủ tiếu Nam Giang của gia đình. Ngon, đây là ngon thiệt, bao ngon. Rất là ngon. Với lại bún riêu. Trời ơi. Rau muống bào tại nhà. Còn hủ tiếu Nam Giang thì lòng heo, giò heo tươi rói, đủ chuẩn đúng theo kiểu của Nam Giang luôn. Rồi còn bác tài, cái này là tài xế, này là tài công. Còn đây là tài lai. Tài lai là đây đang tài này mà tài lai. Không chém số nha. Chém số vô anh đó. 0906 797 150 thưa quý vị. Rồi. Cạc đây. Nghe quý vị. Giám đốc công ty là đó có cái hình đó. Nè, giám đốc công ty là đây hả? Ba Nghĩa nha quý vị. Công ty du lịch Ba Nghĩa Cái Bè cho thuê thuyền du lịch, nhận hợp đồng đám tiệc cưới hỏi. 0939 878 408. Rồi gặp anh Nghĩa, rồi gặp chú Tư, rồi gặp cô Bốn á, đầy đủ hết trong này. Chú Tư là chú tài công này. Đây chú Tư là tài công nè quý vị. Hồi nãy chú đọc số rồi đó.
0906797150. Còn chú Tư là 0907321576. Rồi. Xong mình chia tay nha. Cái tay này như đây mà nửa lớp. Đúng không? Hả?